Yêu cầu chúng ta là số đồng phân thơm C8H10O tác dụng với NaOH. Điều kiện tác dụng với NaOH là nó phải là phenol, tức là có OH gắn trực tiếp với C6. C8 chúng ta có hai bộ khung C6, C, C và C, C6, C. Như vậy á, để mà là gì? Để mà tác dụng NaOH thì OH chúng ta sẽ gắn trực tiếp trên vòng benzen. OH gắn trực tiếp trên vòng benzen. Khi đó chúng ta điền đầy đủ hydro H4, CH2, CH3. Đây là CH3, đây là CH3. Giữa này là H3. Vòng benzen có hai nhóm thế thì nó sẽ có 3 vị trí thế. Như vậy đây có 3 đồng phân. Vòng benzen có 3 nhóm thế thì nó có 6 vị trí thế, hay nói khác là có 6 đồng phân. 3 cộng 6 là bằng 9. Có đúng ở đây mình chọn là câu B. Cái 6 đồng phân này em coi lại cái bài giảng bữa trước á nha. Bữa trước ta dạy rồi mà. Đâu quên rồi hả? Cần chứng minh lại không? Có Đây. Đây là cái vòng benzen nè. Nhóm OH chúng ta gắn trực tiếp lên vòng benzen. Hai nhóm CH3 sẽ di chuyển. Rồi chúng ta đánh vào vòng benzen. Rồi, theo quy tắc tiến không lùi thì bây giờ nó sẽ theo quy tắc đó là hai nhóm CH3 sẽ gắn ở vị trí 2 và vị trí 3. 2 và 4, 2 và 5, 2 và 6, 3 và 4, 3 5, 3 6, 4 5, 4 6 và cuối cùng là 5 16. Rồi để kiểm tra nó có trùng hay không thì chúng ta đánh ngược lại trong vòng. Đó là 2 3 4 5 6. 2 3 trùng với gì? 5 6 bỏ 5 6. Tiếp tục là 2 4. Nhìn cái màu xanh đó để chúng ta nhìn cái màu vàng trùng. 24 thì trùng với màu vàng là 46, bỏ 46. 25. 25 là trùng với 36, bỏ 36. 26 trùng 26 bỏ. Tiếp tục. 34. 34 là màu xanh trùng với màu vàng là trùng 45. Và 35 là không trùng. Sau đó em vẽ 6 cái thằng này ra thì không có thằng nào trùng cả, được chưa? Dùng tay ơi. Dạ được rồi, cái này hôm qua ghi rồi. Từ từ vậy nha, tương tự vậy nha, mày thấy nha. Dạ đúng rồi. Dạ.